Trong bóng đá, bàn thắng xuất hiện không chỉ nhờ kỹ thuật của các cầu thủ mà còn nhờ vào sự may mắn. Thậm chí có những pha ghi bàn may mắn đến bất ngờ mà cả tác giả của nó cũng không thể nào giải thích nổi. Sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua một số bàn thắng như thế. Đánh đầu ghi bàn từ giữa sân. Trong trận đấu giữa FC United và Bradford United hồi năm 2019, hậu vệ Stefan Galinski của Bradford United đã thực hiện một cú đánh đầu phá bóng, hóa giải đợt tấn công của đối phương. Không ai ngờ được cú đánh đầu mạnh tới mức là bóng đập đất, dội qua đầu thủ môn rồi đi thẳng vào lưới FC United. Ngay sau đó, các cầu thủ Bradford United thích thú ăn mừng cuồng nhiệt, còn FC United thì vẫn chưa hiểu làm thế nào họ lại thua bàn. Còn Stefan Galinski đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ bàn thắng vừa kỳ lạ vừa ngoạn mục này. Tự kiến tạo cho bản thân ghi bàn. Ở phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1 trận đấu giữa Inter Milan và Ludogorets, Romelu Lukaku đã ghi bàn giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1 sau khi bị dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỷ số của trận lượt về, giúp Inter Milan đánh bại đội khách với tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận và giành vé vào vòng 1/8 Europa League 2020. Đáng chú ý, người kiến tạo cho Lukaku ghi bàn lại chính là bản thân anh. Trước đó, tiền đạo Alexis Sanchez có pha truyền bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối thủ thuận lợi để Lukaku băng xuống dứt điểm. Cú đánh đầu của tiền đạo người Bỉ đập vào người thủ môn Ludogorets trước khi bật lại đập trúng đầu Lukaku bay vào lưới. Pha kiến tạo trong pha bóng phối hợp ăn ý này được tính cho Lukaku thay vì Sanchez. Bàn thắng khá may mắn này không khiến cho tiền đạo người Bỉ tỏ ra phấn khích, bằng chứng là anh chỉ ra bắt tay đồng đội. Trên mạng xã hội nhanh chóng lan truyền clip bàn thắng vừa hài hước vừa có phần may mắn của Lukaku. Té ngã nằm sân vẫn ghi bàn. Sterling đã lập hat-trick trong trận gặp Brighton theo một cách rất kỳ quặc. Cầu thủ người Anh cố gắng vượt qua Leo Sturridge và Adam Webster và trong lúc mất thăng bằng bị ngã, bóng đã đập trúng đầu anh rồi lọt qua chân thủ môn Ryan trước khi lăn qua vạch vôi bất chấp nỗ lực giải cứu của Dan Burn. Pha lập công có phần may mắn này được Sterling chia sẻ trên trang cá nhân với nhận định hóm hỉnh, bàn thắng đẹp nhất năm là đây chứ đâu. Chứng kiến pha ghi bàn khó tin của ngôi sao Man City, nhiều cổ động viên bình luận, nhiệm vụ bất khả thi, không muốn ghi bàn nhưng vẫn phải ghi, hay là chỉ cần chọn chỗ thông minh và phần còn lại sẽ ủng hộ bạn. Bàn thắng từ trên trời rơi xuống. Trong trận Inter Milan tiếp Udinese ở vòng 38 Serie A mùa 2020-2021, Lukaku được tung vào sân ở phút 57 và anh một lần nữa khiến người hâm mộ phải phì cười với một loạt những pha xử lý khó đỡ, tạo nên bàn thắng nâng tỷ số lên 5-0 cho Inter. Phút 71, Lukaku tham gia tình huống lên bóng của Inter có sự góp mặt của Alexis Sanchez và Vecino. Anh được Vecino mớm bóng rất đẹp trong vòng cấm nhưng mà xuất trượt một cách vô cùng nghịch dư. Bóng sau đó đến chân Sanchez, cầu thủ Chile tạt vào hơi sâu đưa bóng dội xà ngang, nhưng rồi bật trúng mặt Lukaku đang đứng ngay trước vạch vôi và bay vào lưới. Nếu Lukaku ghi bàn bằng ngực thì anh chàng này lại ghi bàn bằng lưng theo cách bất ngờ không kém. Đấy, rõ ràng là không muốn ghi bàn nhưng mà bàn thắng nó tự tìm đến mình thôi, khổ thế chứ lị. Thủ môn ném bóng dội đầu đối thủ vào lưới. Bàn thắng hài hước này diễn ra trong trận đấu giữa Juventus San Luis và Victoria tại cúp bóng đá Copa Centenario 2022. Bắt được bóng sau pha đá phạt, trong một tình huống hoàn toàn vô hại, thủ môn Federico Cosentino đã có pha ném bóng trúng đầu tiền đạo Joan Coelho bên phía Victoria, làm bóng dội ngược vào lưới ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1. Sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Federico Cosentino đã khiến Juventus San Luis đã bị loại vì sau đó họ đã để thua Victoria 4-5 ở loạt sút luân lưu 11m. Thủ môn thủng lưới khi mà sút bóng trúng đồng đội. Trong trận đấu Akes Mioveni tại vòng 26 giải vô địch quốc gia Romania mùa 2021-2022 diễn ra ngày 13 tháng 2 năm 2022, thủ thành và hậu vệ đội khách đã tạo ra tình huống có lẽ là hiếm thấy trong lịch sử bóng đá thế giới. Phút 15 của trận đấu, đội chủ nhà Akers đã tạm dẫn 1-0. Thủ thành Popescu đã quyết định không phát bóng lên mà truyền cho một hậu vệ. Nhưng mà cú đá của anh lại đưa bóng trúng người của Adrian Scalatace. Quả bóng đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Pha bóng sau đó được bàn tán và chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đương nhiên các cầu thủ Akers đã vui mừng vì cho rằng đội bóng của mình đã có bàn thắng may mắn, nhưng mà trọng tài lại không công nhận bàn thắng trước sự ngỡ ngàng của các thành viên bên phía Akers. Trọng tài cho phép Mioveni phát bóng lại.
Thủ môn người Nhật Bản Pokuel Obinaobi đã khiến đội nhà phải nhận bàn thua theo cách cực kỳ khó tin trong trận đấu giữa Yokohama F. Marinos và Urawa Red Diamonds tại J-League 1 2020, và đây chính là tình huống ngu người ấy. Tranh thủ lúc thủ môn uống nước ghi bàn. Tình huống diễn ra khi hiệp 2 chỉ còn khoảng 7 phút và Lee Fan đang dẫn trước 1-0, được hưởng quả đá phạt ngay rìa cấm địa. Các cầu thủ chủ nhà Liao Ninh tổ chức thực hiện nhanh. Vừa đặt bóng xuống đất, một đồng đội đã truyền ngay để mà tiền vệ Đinh Hai Phen thoát vào cấm địa rồi sút vào lưới trống. Thủ thành Quezy lúc đó còn đang mãi uống nước và đứng chết về phía cột dọc phía xa. Anh có lẽ đã chủ quan, không nghĩ đối phương lại ăn cắp nhanh như vậy vì xung quanh điểm đá phạt lúc đó đang lộn xộn. Thủ môn lo ăn mừng, bỗng dưng thủng lưới. Trận đấu giữa Atlético San Luis và Tijuana ở giải nữ Mexico đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Đội khách Tijuana đã sớm vượt lên dẫn trước tới 3-1 chỉ sau 21 phút thi đấu. Tuy nhiên, ngay sau bàn thứ 3, họ đã nhận ngay tai họa. Thứ đó do quá mải mê ăn mừng mà thủ thành Israel Gonzalez vẫn chưa thể kịp mà lùi về khung thành. Nhân cơ hội đó, cầu thủ Paula Aleman của đội nữ Atlético San Luis đã thực hiện cú dứt điểm ngay sau khi giao bóng. Bóng găm thẳng vào lưới của Tijuana trong sự bất lực của thủ thành Israel Gonzalez. Một bàn thắng xuất phát từ sai lầm chết người của thủ môn Israel Gonzalez, nhưng mà tiền vệ Paula Aleman cũng rất đáng khen với cú sút quá nhanh và chính xác. Tình huống khó tin diễn ra trong màn so tài giữa Viranos CF và ACD Peñíscola tại giải hạng 5 Tây Ban Nha hôm ngày 1 tháng 11 năm 2020. Tới những phút bù giờ cuối cùng, Peñíscola vẫn đang dẫn trước đội chủ nhà với tỷ số 1-0. Quá sốt ruột, thủ môn Carlos Aguazo đã phải phi thân lên vòng cấm đối phương để mà tấn công. Run rủi thế nào, bóng đã bất ngờ đến chân của thủ thành mang áo số 31 ngay trước vòng cấm. Chỉ chờ có thế, Aguazo có pha dẫn bóng cực kỹ thuật trước khi tung ra cú dứt điểm không khác gì một tiền đạo, quân bình tỷ số 1-1. Aguazo cùng các đồng đội tại Vinaros đã vui mừng cực độ sau pha lập công cực khó tin này. Ai nấy đều chạy về sân nhà với nụ cười không thể hạnh phúc hơn. Tuy nhiên, niềm vui của Aguazo đã ngắn chẳng tày gang. Nhận thấy người gác đêm bên phía đội bạn mãi mê ăn mừng, một cầu thủ bên phía Peñíscola đã thực hiện nhanh cú dứt điểm từ giữa sân. Bóng bay vượt tầm với của Aguazo và làm tung mảnh lưới của Vinaros. Lúc này đội khách mới là những người được ăn mừng. 2-1 cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Vừa rồi là những bàn thắng may mắn khó tin cần lời giải thích. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những video hay nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.